Cẩm Nhượng là xã ven biển thuộc huyện Cẩm Xuyên. Với nghề đi biển truyền thống, nơi đây biển được thiên nhiên ban tặng cho các nguồn lợi hải sản phong phú như mực, tôm, cua, ghẹ, cá. Đồng thời, vốn là vùng biển có nồng độ muối cao. Chính vì vậy, các loại hải sản, đặc biệt là mực khô, có chất lượng ngon xếp hàng đầu cả nước. Nghề làm mực khô nơi đây có từ rất xa xưa. Do mực câu được nhiều không dùng hết, nên ngư dân đã nghĩ ra cách phơi khô để dành. Từ đó đã tạo ra loại mực thượng hạng và được gọi là mực khô. Chủ cơ sở mực khô Thu Hùng, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên là truyền nhân được kế thừa truyền thống nghề làm mực khô của gia đình. Ngày nay, Hợp tác xã Dịch vụ Chế biến Thủy Hải sản Thu Hùng đã đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất, trang thiết bị để sản xuất ra sản phẩm thơm ngon, chất lượng, gọi là mực khô Thu Hùng. Để đến tay người tiêu dùng, sản phẩm mực khô Thu Hùng là cả một hành trình dài từ ngoài biển khơi, được bắt đầu từ những ngư dân bám biển, những người con sinh ra từ biển. Quá trình tạo ra được sản phẩm mực khô thơm ngon, uy tín, Hợp tác xã Dịch vụ Chế biến Thủy Hải sản Thu Hùng đã rất chú trọng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình từ thu mua nguyên liệu đến khâu chế biến. Mực được Hợp tác xã lựa chọn thu mua của bà con ngư dân đánh bắt về là những con mực ống tươi ngon nhất. Cơ thể còn ánh màu, tua vẫn còn bám. Sau đó được các công nhân của Hợp tác xã rửa sạch bằng nước ngọt qua nhiều lần. Tiếp đến, dùng dao hoặc kéo để mổ bụng xẻ đôi con mực, bỏ nội tạng và tiếp tục rửa sạch. Tiếp đó, mực được để ráo và phơi lên mên lưới và rang phơi lên giàn cao ở nhiệt độ 36 đến 39 độ C vào ngày nắng to, thời điểm mặt trời lên hẳn, nắng đẹp. Thời gian phơi cũng được chú trọng từ 7 giờ sáng cho đến 17 giờ chiều. Thời gian phơi khô khoảng 48 tiếng đồng hồ và phụ thuộc vào thời tiết. Nếu thời tiết không nắng thì mực sẽ được đưa vào sấy bằng lò than, sau đó đưa mực đi sấy quạt. Khi mực được phơi khô sẽ được đóng gói theo đúng quy trình sản xuất với ứng dụng công nghệ hút chân không để trong quá trình bảo quản sẽ giữ được mùi vị tự nhiên đặc trưng từ biển. Quá trình bảo quản cũng được đưa vào trong kho lạnh chuyên nghiệp, nhờ vậy mực khô sẽ giữ được hương vị nguyên bản. Mực khô Thu Hùng có chất lượng ngọt ngon của mực, không có chất phụ gia, không chất bảo quản. Sản phẩm được sản xuất đáp ứng đầy đủ các tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật Việt Nam. Nhãn mác có mã số, mã vạch và đăng ký chất lượng do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp. Do vậy, sẽ đưa đến cho khách hàng một sản phẩm mực khô tốt nhất, an toàn nhất. Cũng mua mực ở đại lý Thu Hùng, cái số lượng mực rất là đảm bảo, chất tươi và ngon. Mỗi lần tôi xuống để mua năm qua của con với cháu ở thường thường nước ngoài, mỗi lần về phép đều xuống mua hàng đảm bảo, hàng rất có chất lượng và nguyên chất. Và mực này là mực ở biển Cẩm Nhượng mình đi vài ngày là về thôi, cho nên là hàng ở rất là đảm bảo. Sau nhiều năm tiên phong xây dựng thương hiệu sản phẩm theo hướng sản xuất sạch, an toàn, những mặt hàng của Hợp tác xã Dịch vụ Chế biến Thủy hải sản Thu Hùng như nước mắm, mực khô, tôm nõn, cá bún, ruốc đã được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong đó, mực khô Thu Hùng là một sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng. Mực khô Thu Hùng có những khác biệt, đó là thân dài, da hồng, thịt trong, có lớp phấn trắng ở trên,
khi nướng chín rất thơm, thịt ngọt tự nhiên, lúc ăn thấy được vị ngọt thanh tao của mực. Một trong những đặc sản nổi tiếng của khách hàng trong và ngoài nước rất ưa chuộng và luôn là món quà biếu sang trọng, thiết thực từ thiên nhiên. Chúng tôi xây dựng được cái chương trình để làm cái sản phẩm ô cọp á, thì chúng tôi lại càng là nâng tầm lên cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và lựa chọn được cái nguyên liệu là con mực tươi nhảy ngon thì về mổ ra là cái sản phẩm càng ngon, và để nâng lên cái giá trị của con mực khô Cẩm Nhượng nói chung và biển của Hà Tĩnh nói riêng, là thì lại con mực Cẩm Nhượng của chúng tôi là lúc nào cũng là ra thị trường là khách hàng tín dụng. Với nguồn hải sản tự nhiên do thiên nhiên ban tặng, trong điều kiện tự nhiên về nắng, gió, không khí trong lành của biển, bằng công sức, trí tuệ, sự cần cù và kinh nghiệm do cha ông truyền thụ lại. Với bàn tay khéo léo và lành nghề, Hợp tác xã Dịch vụ Chế biến Thủy hải sản Thu Hùng đã tạo nên hương vị đặc biệt cho sản phẩm mực khô truyền thống chất lượng, góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản Việt.